Gia Hoàng Group, chất lượng như ý, giá thành hợp lý. Với xuất phát điểm là công ty chuyên tư vấn thiết kế thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải, Gia Hoàng tự hào là một trong những công ty nhập khẩu và phân phối hóa chất hàng đầu, sở hữu đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo, đội ngũ kỹ thuật tư vấn có chuyên môn với từng ngành nghề sản xuất, mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu, hiệu quả và tiết kiệm nhất. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, công ty Gia Hoàng đã trở thành nhà phân phối hóa chất đáng tin cậy, đối tác chiến lược của các tập đoàn sản xuất hóa chất lớn tại Mỹ, EU, Ấn Độ, Trung Quốc và phục vụ nhu cầu của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam. Hệ thống kho bãi hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, đa dạng các loại hóa chất phục vụ các ngành sản xuất như dệt nhuộm, giấy, xi mạ, hóa chất xử lý nước, hóa chất cơ bản, hóa chất công nghiệp. Các loại hóa chất được nhập khẩu trực tiếp. Ngoài ra, Gia Hoàng còn chú trọng đến công tác xã hội, gắn kết, sẻ chia yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn qua các dự án xây nhà tình thương, từ thiện em nhỏ vùng cao. Sự tin tưởng, ủng hộ của quý khách hàng chính là nguồn động lực lớn nhất để Gia Hoàng không ngừng phát triển trong tương lai, vươn lên trở thành nhà phân phối, xuất nhập khẩu hóa chất số 1 Việt Nam. Liên hệ qua hotline hoặc địa chỉ đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.